lại lý thuốc chùa Thanh Sử này gì đâu mà vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy. Ngồi để ngáp rùi từ sáng giờ không thấy ai vô mua thuốc hết trơn trời á. Làm như dạo này cây lúa, cây ăn trái gì nó không có bệnh, nó không có chết thì sao á. Không biết có cách nào mà trù cho cây nó chết không ta, để có người tới vô mua thuốc chứ. Chứ ngồi kiểu này ai đâu vô đây cho mình tư vấn. Có nước theo ông này riết có đói luôn á. Gì đâu mà giống như cái chùa Bà Đanh không thấy ma nào vô mua thuốc hết trơn. Không được, phải đổi khí giận. Bây giờ mình sẽ đi một rảo một vòng trong cái xóm của mình, rồi mình quay trở lại đây, biết đâu có người ta vô tôi mua thuốc, chứ mình ngồi đây hoài nó bị xui. Đúng rồi, đâu đi thử dạo một vòng coi lợi về của nó có thay đổi gì không, chứ kiểu này là thấy không có ổn rồi. Đi Hậu ném ẩm đúng không? À, chờ tôi, chờ tôi. Dạo này con mua thuốc của nhà bà Năm riết á, con chỉ yên tâm khi mua nhà của bà thôi. Đúng rồi, ghi sổ ha, đi qua, ghi sổ đúng không? Buôn bán có tâm quá cho nên quá trời người ủng hộ nè, thấy không? Bán phải có tâm chị ơi. Cô về trước. Cảm ơn chị nghe. Rồi có mày như cũ phải không? Như cũ. Đây coi. Ghi sổ nha cô. Dạ con nữa. Rồi biết rồi. Dạ. Trời ơi thông cảm nghe. Bây giờ cô Năm hết hàng rồi chút nữa cái tên kia ông trở về cái bưng qua nhà liền hả con. Rồi cảm ơn tụi con nghe. Trời ơi giỏi. Ủa mua gì? Ủa đâu mua gì đâu. Ủa chứ qua đây chi? Không phải, tại thấy bu đông quá, em vô em coi chị, sợ chị bác không kịp, qua coi chị có nhờ phụ hay mướn gì không làm. Cần phụ bác gì đâu, tại vì mọi người thương yêu mình mua đông vậy thôi, nhưng cũng giải quyết hết à. Cô Năm ơi, cô Năm. Khắp tới nữa kìa, khắp tới nữa. Mua gì đi con, mua gì? Con qua cô Năm á, mua giống nhãn mới nè. Giống nhãn mới? Ủa, cô Năm nhớ là nhà con trồng nhãn rồi mà mua giống mới chi? Vườn nhãn nhà con á, nó lâu đời quá, ba mẹ con định thanh lý. Nên sai con qua đây mua giống mới của cô Năm nè. Nói nghe nè, cái giống nhãn mà lâu năm của mình á không cần phải bỏ gốc cây già à, nhãn lâu năm á là cái giống mà năng suất thấp nè, chất lượng thấp. Bây giờ muốn đổi qua năng suất cao, chất lượng cao, không cần phải bỏ vườn cũ, trẻ quá cây nhãn mình bằng cách ghép cành. Mình làm như vậy á thì đây nè, nó cho màu thu hoạch nè, màu ra trái nè, mà chất lượng ha, là lại trái là lại là tốt nữa nè, cây khỏe nè, tự tin nè. Trời ơi mà cái mình làm công việc cũng nhẹ nhàng nữa, nhiều cái tiện lợi dữ lắm. Trời ơi trời, cô Năm sao cô Năm nói hay quá vậy. Để chuyến này con về á, để con tìm giống nghiên cứu để con ghép cây mới. Đúng rồi, chúc mừng cái vườn nhãn con nghe. Có nhãn đầu mùa mà cho nha, cho Năm nghe. Rồi vậy thôi đi về đi, không cần phải mua đi mua kiếm cây giống mới rồi ghép thành là được à, nghe chưa? Thôi con về nghe. Chút rồi có thiếu phân bón gì qua đây mua ha. Chị Năm chưa gì? Ủa sao chị chỉ biết được cái vụ này hay quá vậy chị Năm? Trời đất ơi, tôi nói cho anh nghe, mình mở đại lý mình bán thuốc phân bón, mình phải biết chút đỉnh kiến thức để bà con không biết, ta tới đây rồi mình giải thích cho bà con nghe. Nè tôi đâu có phải giỏi mà, nhưng mà tôi có tinh thần cầu tiến nghe. Phải không? Tôi đăng ký mấy cái lớp tập huấn về cây ăn trái đó, tôi vô tôi học chứ bộ. Trời đất ơi, học càng học mình mới mở mang kiến thức á, mình biết cái gì mình giúp ích cho bà con. Rồi thông cảm nè, giờ tới giờ đi học rồi ha. Thôi. Rồi, chào nghe. Có gì không biết qua đây tôi hỏi tôi chỉ cho. Rồi, ta đã tìm được bí kíp rồi. Chuyến này là giật hết khách của bà Năm U luôn. Bà con ơi, đối với những vườn nhãn lâu năm, những vườn nhãn mà có năng suất thấp, giá trị không cao, mà muốn chuyển đổi thành những vườn nhãn có năng suất, chất lượng và giá trị cao, chúng ta không cần phải chặt những gốc nhãn cũ mà dùng biện pháp là trẻ hóa vườn nhãn nhé, bằng cách ghép cành và sử dụng những gốc nhãn có sẵn. Với cách làm này á, chúng ta vừa rút ngắn được thời gian thu hoạch nè, vừa tiết kiệm được chi phí sản xuất và công chăm sóc nè, đồng thời giúp nâng cao chất lượng và giá trị trái nhãn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Quá đã đúng không bà con? Ê cha, dạo này ông Lát á chuyển qua làm cho bên đại lý của nhà ông Sử, mà bây giờ ổng còn tính đi học kỹ thuật với bà Năm Mù để mà tư vấn cho bà con nữa. MC tôi phải theo dõi ông này mới được. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Chào năm mới, đón thép vàng hoàn toàn mới, thép 400SC rất dễ nhận dạng, nắp màu xanh, logo ADC dập nổi, thân và nắp liền nhau, thông tin được phun trực tiếp trên thân chai. Thép hoàn toàn mới, hạt siêu mịn, ống thật nhanh, đặc trị lem lép hạt hiệu quả, lúa chín tới cậy bóp thịt sữa, lá đồng duy chín còn mơ, rất tiết kiệm chi phí. Thép vàng như ý, sung túc an khang, thép muốn là được. Xuân tưng bừng cùng ADC, 20 năm mang đến sự tốt lành. Khi bà con nông dân mua HEP 400SC, BUM 650 WB, Atonic 1.8SL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải 200 triệu đồng tiền mặt. 39 giải nhì, mỗi giải là một xe Honda Air Blade và hàng trăm ngàn giải thưởng khác. Chờ gì nữa, mua headphone Atonic ngay để đón thần tài ADC nhé. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.